Xin chào các bạn nhé, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha. Chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ. Đến với kênh Quốc Việt TV của mình, hôm nay mình sẽ quay video cho các bạn coi. Hôm nay mình đi cắt cỏ nha các bạn nhé. Cắt cỏ đây, các bạn thấy không, không gian là cắt cỏ này. Ở đằng sau nhà mình có một cái đám cỏ nhé các bạn nhé. Mình mỗi lần mình cắt cỏ mình hay đi xuống dưới đằng sau là mình cắt này. Đó, cỏ dưới đằng sau mình rất là nhiều. Cỏ này là cỏ voi nhé các bạn nhé, cỏ voi đấy. Này mấy các bé nó đói quá nên sáng mình phải đi cắt sớm cho nó, không thôi là nó lại đói, nó kêu lên. Mấy con đấy nó hay kêu lắm các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cắt và mình quay cho các bạn coi nha. Chúc các bạn coi video vui vẻ nha. Nhớ ủng hộ kênh cho mình nha. Đăng ký và subscribe nha. Rồi cái này cũng không có vui gì đâu các bạn ơi. Đây là cái liềm này các bạn, liềm này rất là sắc nha các bạn. Đây, mỗi lần mình đi cắt cỏ là mình dùng cái con dao này. Đó, mình sẽ được một bao này các bạn nhé. Dùng một bao này. Đó, cắt xong rồi mình sẽ được một bao à. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ về mình cho nó ăn nhé các bạn nhé. Mình sẽ quay cho các bạn coi. Bây giờ mình về tới nè, bây giờ mình sẽ cho nó ăn ít cám các bạn. Đây là cám. Đó, mình sẽ cho mỗi chuồng một ít cám. Tại con chuột nó thích ăn cám các bạn. Cám gà các bạn. Đó, trong này cũng có một con này. Nhìn con này nó chán đời không? Nhìn nó yếu lắm. Con đây là một đàn của mình. Đó, mình cho nó ăn cám. Đó, tí xong mình sẽ dọn cỏ cho nó. Xong rồi mình sẽ cho cỏ cho nó ăn. Quay cho các bạn coi nha. Hết cám rồi, sao hết cám rồi. Mỗi lần mình mua là tầm 165.000 5 kg, 60 mấy ngàn, 17.000 một ký, 13.000 một ký. Khi mà mình cho ấy xong rồi mình sẽ cho mình đi dọn cỏ các bạn ạ. Dọn cỏ. Cỏ. Đấy, cỏ này nó ăn không hết này. Nó ăn không hết đấy.
là nồng hết, nó dẫm lên nó bỏ đi phí lắm. Đấy, các bạn nhìn thấy phân nó là giống luôn. Mỗi lần mình dọn nó hơi mệt. Một tuần nói chung ấy, một tuần mình sẽ dọn một chuồng một lần thôi, cho nó sạch. Nó sạch thì nó mới sống lâu, nó khỏe được quá. Dội nước thì sao mà thối thế ta? Đó, chúc các bạn xem một video về mấy con hà mái mini vui vẻ nha. Các bạn thấy cảm thấy nó vui hay và ý nghĩa, hãy cho mình một like và chia sẻ nhé các bạn nhé. Đấy, con này nè, con là gốc này, chuẩn bị có bầu rồi nha. Nó con này, mấy con này, mấy con này, có một con mới đẻ. Đó, mấy con này như nó bị nấm hay bị gì này. Nấm này là mũi đốt làm sao tí mình hỏi coi là nó bị cái gì mình cho nó bôi thuốc cho nó. Rồi, chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Bye bye, tạm biệt các bạn.